đi lên vẽ cái vụ mà đứng tránh tay trả, tay trả 12.500.000 là cái chị mà cái nói yêu thương mà giống như có dấu hiệu không thật thà với anh đúng không? Đúng rồi, bây giờ mày quay đi tao nói luôn. Rồi rồi lắc vô hiểu này khúc đầu thôi, là như thế này nè, anh báo cho chọc và mấy em YouTube như thế này, cổ đồng ý, bây giờ cổ tìm hiểu anh đúng không, thì mình đừng đồng ý làm giấy kết hôn, kêu anh đăng ký kết hôn đã rồi về dưới, rồi bây giờ không nhận lời thì thôi, bây giờ anh với em cũng không có duyên, không có nợ đúng không? Duyên thì anh mạnh nhiều lắm mà nợ anh chưa nợ cô nào, anh cũng đi là 4 năm rồi, 13 kênh, thì hôm nay anh chia sẻ với chồng đó là những anh em YouTube, anh là con người sống thật lắm, anh không có lừa đảo cô nào. Nói chung anh thật thà lắm, nhưng mà cái vàng là dũng vàng thiệt luôn, nhưng mà cái có là hay nói nhiều thôi. Đúng rồi. Cái nào bây có ra nói, đó nè, anh không nói sao người ta hiểu. Dạ. Bây giờ anh không nói, bây giờ người ta tìm hiểu mình không có khoe, không có nổ. Nhưng mà mình đi lên đây là tìm một nửa chân thật, người phụ nữ anh cần, không nhà, không cửa, không tài sản. Sau này những người nào không nhà, không cửa, không tài sản, đủ duyên nợ với anh Mạnh, thì những gì anh hứa trên kênh Phúc anh đều thực hiện đúng. Là như vậy. Và anh xin cam kết với tụi em là anh không mượn cô nào một đồng nào, mà cũng không lừa tình lừa ai hết. Còn cái riêng cái cô đó thì thôi, anh với em có duyên không có nợ thì thôi, anh cũng không có nói gì đó, thì thôi anh cũng cảm em đã cho anh cái cơ hội, rồi sau này em sẽ hối hận, là vì con người anh sống thật lắm. Mà em hỏi anh Mạnh nè, cái chị đó là hôm bữa là có xuống nhà ăn ở gì chưa? Chưa đúng không? À. Là cái đó là tiền bạc đó là do là anh Mạnh đưa hay là anh tình nguyện đưa là gì? Bữa đó là nói thôi về đãi dưới anh cho anh chị em biết nhà cửa thôi. Ừ. Rồi sau này con về anh cưới đàng hoàng, anh đã hứa cái gì trên kinh Phúc thì anh đều thực hiện, thì thôi em không chấp nhận anh nói nhiều, thì thôi anh cũng không buồn em. Đã làm giấy kết hôn thôi, anh lên phường anh trả lại, anh hồi lại. Chứ nửa về sau này thì mất công rồi, sống 1-2 năm mà phiền phức. Thì hôm nay cái clip này thì chút nữa anh cũng sẽ đăng và nói rõ ràng. Là coi như là anh, cái người phụ nữ anh cần, thứ nhất là đừng cờ bạc tới 200 tỷ được rồi. Ngoài ra công an... Mà em hỏi thiệt, đây là vàng thiệt và vàng giả? Vàng thiệt mà. Thiệt luôn đúng không? Nha. Anh lấy giấy cho coi không? Rồi một tí nữa coi. Rồi, tại vì coi. Những cái bình luận trên mạng người ta nói là anh Mạnh này đeo vàng giả không à? Đúng rồi, bây giờ anh lấy giấy cho tụi em coi. Giấy tờ xe thất ý đàng hoàng. Thì ở đó tụi em đứng tránh giùm cho anh. Rồi, mong ok. Tụi em giúp đỡ cho anh. Dạ. Anh đi lên đây tìm người không nhà, không cửa, không tài sản nha. Anh nói trước, người nào có nhà, có cửa, có tài sản đừng gọi vào chương trình của chồng, đúng không? Cái tiêu chí là quản như ngày xưa. Đúng, dạ. Một bộ đồ, một cái dép thôi. Dạ. Anh nói thật, đủ duyên nợ. Về là anh lo hết. Hả? Về là anh Mạnh lo hết. Đúng. Đám cưới đồ anh sẽ đãi anh hoàng. Nói chung là anh Mạnh là không có thiếu gì hết trơn á, chỉ có thiếu phụ nữ thôi. Đúng rồi. Nói chung là anh Mạnh không phải nói nhiều, nhưng mà anh Mạnh là ăn to nói lớn, dám ăn. Đúng dám rồi, nói. Mình không á. Ai gọi vào quán cà phê đi anh em mình trò chuyện ha. Một lát anh sẽ đưa cho em coi giấy vàng, giấy xe. Dạ dạ dạ. Đàng hoàng rõ ràng, giấy dây chuyền này luôn nha. Dạ dạ dạ. Đó. Có giấy luôn, có giấy luôn. Rồi, còn dây chuyền là mấy cây mà bự với anh mấy à. Ôi giời. Thôi, chuyện mày giả thiệt hay là chuyện đó là của anh đi chặn, hiểu không? Bây giờ anh muốn lên cái kênh của tụi em để anh đứng tránh lại, thì cộng đồng mạng cũng thông cảm đi, anh đi tìm một nửa của anh là chân thật, chứ anh đi 4 năm rồi 13 kênh, thì anh nếu mà anh lừa đảo thì có comment vô, có một cái anh Mạnh nói nhiều, nhưng mà sau này về anh không có nói nữa, anh chỉ biết làm đúng cái lời nói của mình. Thì sau này anh được cô nào có thương anh kệ chị thì, kia như kết anh hay sao đứng thương, nhìn hoài ra thương anh á, thì hãy thương hết cuộc đời, đừng có bỏ anh đó. Thôi bây giờ của anh, mình tìm cái quán quá, giờ mình kiếm quán đây Mạnh ơi. Dạ, lời nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà quý anh chị. Trước màn hình quý ông bà quý anh chị, đây là anh Mạnh U62, một thời gian đã đi tuyển vợ 13-14 kênh gì đó, bây giờ nói chung trên mạng cũng hơi sầm. Thì hôm nay anh em cũng muốn liên hệ đến anh Mạnh để mà nói ra những cái bức xúc, cũng như là cái câu chuyện nói là nhiều người nói anh Mạnh thế này thế kia. Thì hôm nay em sẽ phỏng vấn trực tiếp anh Mạnh ha. Dạ, em chào anh Mạnh. Anh xin chào chương trình của Chọc và các anh em YouTube. Hôm nay em có liên hệ anh, thì trong thời gian qua một năm thì Chọc cũng đã có xuống xác minh anh, thì cũng biết con và gia đình và nhà cửa của anh rõ ràng đàng hoàng. Thì anh sự thật 4 năm nay anh cũng đi tìm một nửa của anh, sự thật là đúng như vậy. Chứ ngoài ra anh lên đây
anh không có tiền kinh tế gì cả, đó cũng không có câu like câu view gì hết, anh chỉ lên đây là coi như mong tìm nó là vợ và sẽ câu được vợ thôi, chứ ngoài ra anh không có câu like câu view gì. Tụi em quay anh thì anh cũng không có đòi hỏi nhu cầu tiền bạc gì hết đó, điển hình như Chọc cũng hiểu rồi. Thì dạo này có người yêu chưa? Thì anh cũng nói cho Chọc và anh em YouTube hiểu như thế này, anh thì cũng đi 4 năm rồi, cũng 13 kênh, thì anh cũng lên bờ xuống ruộng. Sao dữ vậy? Cũng tìm hiểu vừa nhiều cô lắm. Ừ. Nhưng mà mình thấy không có phù hợp. Thực tế nói đằng thì làm nẻo, còn riêng anh Mạnh nói được thì anh Mạnh sẽ làm được. À. Rồi hôm nay làm gì đeo vàng thấy ghê quá trời vậy? Thì anh cũng có nói cho Chọc nghe. Vàng này thì nó thật với Chọc là cũng là vàng thật. Yeah. Tiền nè, anh sẽ lấy về giấy tờ cho Chọc coi đàng hoàng. Nói chung là sự việc mà cái chuyện riêng tư của anh là vàng thật vàng giả đó em không quan trọng đâu. Quan trọng là khi mà hôm qua em có xem những cái clip này nọ đó, thì chuyện đó cũng bây giờ mình tính sao đi. Là hiện tại bây giờ anh vẫn là còn chưa có vợ nào luôn hả? Đúng rồi, thưa anh Chọc với anh em YouTube như thế này và cộng đồng mạng thế này, anh đi tìm thì nói chung ra phụ nữ đổ vỡ trong hôn nhân thì cũng rất là đáng thương, còn anh cũng vậy thôi, anh đổ vỡ trong hôn nhân thì cũng là hơn mấy cổ thôi chứ không gì. Thì anh lên chương trình anh tìm để anh tìm một người đó là chân thật, chứ không phải là anh lên đây để anh mượn tiền hay là anh lừa tình cảm, anh chưa lừa cô nào hết. Thì trong cái thời gian qua thì anh Mạnh cũng đã tìm được một người ở là kênh của cô Đồng Nai đó, thì mình cũng rất là thương quý cổ. Người ta thường nói ông bà xưa nói đúng, châu cột, châu nó đi tìm cột chứ cột không thể nào đi tìm châu. Sự thật đúng, anh Mạnh là con trâu. Anh Mạnh tìm hiểu được cô đó, cô đó như một cái cột rất là cứng, rất là giỏi về vấn đề buôn bán. Thì anh chỉ mong rằng mình tìm được cái nửa như vậy là ý của anh á, là coi như nửa sau này mình có thân bại danh liệt thì mình cũng có một người vợ buôn bán từng đồng bằng cắt để mà nuôi sống hai vợ chồng. Anh chỉ cái tâm nguyện anh là kiếm cái người phụ nữ biết quý trọng cái đồng tiền, sau này mình giao tiền thì mình cũng không có sợ. Thành ra tâm của anh là như vậy thôi. Thì anh nghĩ rằng là anh với cổ đủ duyên rồi, thôi rồi bây giờ em nói gia đình em không đồng ý thì thôi, anh cũng cảm ơn em đã cho anh cái cơ hội. Nếu mà sau này em suy nghĩ lại thì em cứ điện vào cái chương trình của em thông báo với chủ kênh, thì muốn kết nối với anh thì anh sẵn sàng đến với em một cái tấm lòng chân thật. Những gì anh hứa và nói với em anh đều đúng sự thật hết. Là có nghĩa là anh đang yêu cái người phụ nữ đó, nhưng mà hiện tại bây giờ đang nói là gia đình của bên chị đó là không chấp nhận anh Mạnh đúng không? Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh vẫn là cho chị đó một cái cơ hội. Không, anh chỉ mong cô đó cho anh cơ hội. Nếu cô đó cho anh cơ hội mà đến với nhau thì anh Mạnh báo cho chủ kênh biết, chủ kênh sẽ điện cho anh. Dạ. Thì anh sẵn sàng tiến đến những cái lễ nào mà cần thiết nhất. Và những gì anh hứa trên kênh cô Phúc thì anh sẽ hứa gì anh sẽ làm đúng cái nguyện vọng của anh, là khi anh cho vợ anh bao nhiêu 2.000 đô là anh chấp nhận. Chỉ cô đó là có sao chị đó, ngoài nếu mà ngoài cái chị này ra rồi một có mùa anh em đăng tải cái clip này lên này có những cái cô khác nữa, thì anh cũng vẫn là cho cái gọi là bên đàn gái là tổ chức đám cưới đầy đủ cũng như là thời son sắt luôn hay sao? Thì anh chỉ là coi như ưu tiên của cái cô mà mình đã làm giấy kết hôn rồi. Yeah. Bây giờ giấy kết hôn anh cũng chưa có đi trả cho phường, cũng đang còn giữ, bởi vì mình nghỉ 6 tháng lận anh em. Yeah. Cho nên anh vẫn giữ lại, anh chẳng trả được, nhưng mà mình nằm đêm mình nghĩ thôi, mình cũng hứa hẹn với cổ mình cũng có lỗi. Anh thì cũng là coi như là nói nhiều thôi, chứ sau này về anh không có nói nữa. Những gì anh là nói là anh sẽ làm được. Và mà mình cũng đã nợ cổ cũng như là một cái lời hứa, một cái ân tình. Riêng anh Mạnh thì duyên anh nhiều lắm, nợ anh chưa nợ cô nào, nhưng mà anh chỉ nợ cô này thôi. Thì nếu em coi được cái clip này mà em cho anh được cái cơ hội thì anh cũng chân thành cảm ơn em. Còn nếu em không cho cơ hội anh thì
anh sẽ đem trả cái giấy đăng ký kết hôn với em lên phường để anh tìm người khác. Rồi mình có tìm hiểu được bên gia đình của chị này chưa mà ông nghe ông sùm vậy? Thì có nói chung ra cổ cũng thương anh thật lắm. Nhưng mà cũng có nói chuyện với hai đứa con gái, thì không biết cổ nghĩ sao á, cho nên á khi bữa mà dự hội độc thân á, người ta nhìn anh á với cái ánh mắt này ánh mắt nọ, thì cổ nghĩ là cổ sợ. Nhưng mà theo như anh cảm nhận á, bởi vì con người anh sống anh đâu có lừa đảo ai đâu, cái chuyện người ta nhìn là cái chuyện của người ta, đúng không? Còn cái chuyện mà em thương anh hay không thương anh, miễn sao anh sống thật với em là được rồi. Còn cái chuyện anh đâu có lừa tình lừa cô nào, thì hôm nay á, nếu mà em cho anh cái cơ hội thì em hãy liên hệ với chủ kênh Đồng Nam, thì anh sẵn sàng đến với em đàng hoàng và sẽ cho cô Đồng Nai ghi hình rõ ràng trong ngày cưới, là anh hứa trên kênh Phúc là anh cho 2.000 đô. Anh nói thật mà, một cặp bông, một sợi chuyền, một cặp nhẫn, em muốn bao nhiêu bàn anh sẵn sàng chấp nhận. Anh nếu đủ duyên em cho anh cái cơ hội anh cưới em về, em không cần phải làm gì hết. Nếu em ở dưới thì anh vẫn sẵn sàng đi lên đi xuống, còn em lên đây thì em sống với anh, có gì sống cái đó, anh thì thu nhập ổn định thôi chứ cũng không có đại gia đâu. Lên đây thì em muốn đi làm, anh sắp xếp cho em làm nó khỏe một chút, tháng kiếm vài triệu qua túi, còn riêng anh thì tiền bạc anh không có giữ, anh sẽ giao cho vợ hết. Có nghĩa là nếu mà một người nào đó sau cái chị đó thì có một người phụ nữ nào khác mà đến với anh Mạnh á, thì cuộc muốn đi làm thì đi làm, còn muốn không thì ở nhà anh lo được cuộc sống cho người vợ tương lai mình đầy đủ, không thiếu gì cả, đúng không anh Mạnh? Đúng rồi, anh thì chỉ có cơm ngày 3 buổi, thịt cá thôi, hải sản hiện từng lần được, chứ còn anh cũng có tiền đâu mà mua cua hoàng đế cho ăn nha. Nói trước á, anh không có đại gia nhưng mà rất là yêu thương vợ, là vì cái cuộc đời của anh á, đọc với anh em YouTube thấy không, anh đã mồ côi từ 12 tuổi, cha mẹ ông bà anh mất hết rồi, thì sau khi anh lớn lên anh cũng coi như là lập gia đình năm 30 tuổi, thì vợ anh cũng sanh cho anh 3 đứa con, thì anh cũng cảm ơn là vợ anh sanh cho anh 3 đứa con, nhưng mà tại cái duyên cái nợ hết rồi, 5-6-7 lần anh nói cô ấy không nghe, thì coi như là cô ấy là hết duyên với mình. Thì nếu mà vợ anh có coi tương lai coi cái clip này, thì nếu mà anh Mạnh có nói những gì sai không đúng với em thì em cứ phản biện vào kênh YouTube của Hùng Chọc và anh em, là nói anh Mạnh này nói sai lời, thì anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các anh em YouTube. Vợ anh cũng sanh danh 3 đứa con. Nói chung mình lên trên mạng này mình phải nói thật hết, đừng có giả này nọ, tại vì khi mà lên mạng mình nói giả là cộng đồng mạng người ta biết chân à, chứ mình có sao mình nói vậy anh Mạnh á. Dạ. Trời ơi, cả năm nay mới gặp lại, hôm nay thật sự vàng đeo mà nãy giờ em nhìn không nổi luôn. Thì bây giờ nè, cái độ tuổi mà bà anh muốn kết nối thêm một người nào nữa đó, thì cái độ tuổi của người phụ nữ đó khoảng nhiêu tuổi? Thì cái độ tuổi anh chọn là từ 40, 38 đi. Bởi vì con anh là 35, anh chọn từ 38 tới 60. Đó, không có quan trọng gì hết. Còn cái cô mà anh chọn đã làm giấy kết hôn đó, thì cũng 54 tuổi. Đó, chứ không có nhỏ đâu. Nhưng mà anh chỉ chọn là chọn cái đạo đức thôi. Thứ nhất là đạo đức, thương yêu cha mẹ vợ, thương yêu bên gia đình của cổ, coi như có đạo đức và lo thưa cho cha mẹ anh em, anh chỉ thương cái đạo đức thôi. Còn vấn đề khác là người phụ nữ anh chọn đạo đức, đừng cờ bạc, dùng miền nào cũng được, ở trong cuối bản đồ cũng được, đầu bản đồ cũng được, bởi vì có đầu bản đồ cuối bản đồ thì cũng ở nước Việt Nam thôi, chứ cũng không ở đâu xa nha. Mà Việt Kiều chịu không? Không, Việt Kiều anh không đón nhận. Không, Việt Kiều mà ta đến với anh là tấm lòng thật thà, không yêu nhau thật sự. Bởi vì anh thì chỉ thích rằng là người đó không nhà không cửa cũng được. Tại vì mình sống là mình cần cái tình thương chân thật, chứ mình không có cần vật chất. Ở đây nó chỉ là một cái cõi tạm để mình sống thôi, chứ không ai ở hoài ở mãi đâu em ơi. Rồi bây giờ đó là hồi nãy em nghe nói anh ấy là nhiều người nói anh đeo vàng giả này nọ luôn, là hôm nay là giả thiệt. Vàng anh đeo là tổng cộng bao nhiêu cây trên người? Thì chiếc lắc này thì nó thật với anh em là có 1 cây mấy thôi. Dạ. Còn sợi chuyền này cũng khoảng 1 cây đổ lại chứ không có nhiều.
đeo bự quá nó giật à. Thành ra anh đeo ra là để cho mình phong thủy à, còn nhẫn nặng chiếc có mười mấy triệu thôi chứ không có nhiều đâu, thì anh có giấy tờ đàng hoàng, rồi xe SH của anh cũng giấy tờ đàng hoàng. Đó, SH luôn ha, SH luôn. Thì nếu mà cô nào á sau này là vợ của anh á, xe cộ anh sẵn sàng làm giấy cho luôn, anh không có quan trọng, phải đủ duyên à. Anh thì sống thứ nhất không có gia trưởng, không có gia trưởng nha. Thứ hai không uống rượu, thứ ba không giữ tiền. Anh có ba cái điểm đó thôi, bạn bè anh cũng không có chơi với ai hết á. Có nghĩa là anh không giữ được tiền á hay sao? Không giữ tiền là mình nửa sau này vợ chồng anh mới giữ tiền, anh đưa cho người ta giữ hết. À, à đưa cho vợ mình giữ hết á. Đúng rồi. Tài sản là đưa cho vợ giữ hết. Đúng rồi. Nếu mà vợ cứ hợp nhau thì xong về cưới hỏi là này nọ là đưa cho vợ chiếc FH luôn. Đúng, à, giao cho luôn, anh nói thật. Nhưng mà phải đủ duyên. Ừ. Thật thà. Đúng rồi, tình cảm đó, vợ chồng mình sống lâu dài phải có tình cảm nó bền lâu được. Thì anh là 62 tuổi rồi, thật sự rất là phong độ nha, rất là phong độ chứ không phải như là đấy đâu, tại vì anh đâu có làm gì đâu, cho nên là nhìn rất là ok khỏe anh. Nhưng mà ảnh thừa nhận luôn, ảnh nói nhiều thôi, ai mà chịu đựng được như tính ảnh đó. Nhưng mà cái bản tính hồi nãy em nghe anh nói đó là nó, anh Mạnh nói rằng là cái do mốt tôi lấy vợ tôi sẽ không nói nhiều nữa, nhưng mà cái đó là cái bản tính của mình, sao mình sửa được ta? Được, bởi vì những gì mình đã nói rồi thì mình về mình không nói nữa. Ừ. Về nhà là mình chỉ nói à, bà xã ơi nay ăn gì, à, em thích ăn gì anh chiều em. Bởi vì mình tôn trọng vợ mình mà, cái ý kiến của vợ mình là mình tôn trọng nhất, chứ còn mình không có bàn. Bởi vì anh nói ví dụ đây, cái món đó mình ăn được mà vợ mình ăn không được thì làm sao có sức khỏe sống với mình. À, mình ăn thì mình ăn, còn cái chuyện vợ muốn mua thì mình chở đi mua. Còn có xe đó, anh thì nói thật cũng hai chiếc xe đó, thì vợ chiếc mình chiếc, mà muốn lấy chiếc nào cũng được, anh cho anh không quan trọng. Bởi vì sống đây ngày mai mình ra sao mình cũng không biết. Thành ra nếu mà có cô nào thương anh thì phải thương anh hết cuộc đời, đừng có bỏ anh. Còn điều thứ nhất à. Còn điều thứ hai nữa đó, thí dụ mà sắp xếp bên vợ đó, mà có công ăn việc làm thì anh nói thật, ở rể thì anh không có ở nha, anh chỉ làm chồng thôi. Ừ. Nhưng mà khi về cô đó là anh chỉ có cái tờ giấy kết hôn, ngoài ra anh không cần nhập hộ khẩu vào, anh không cần, là tạm trú tạm vắng thôi, anh không cần nhập hộ khẩu vô nhà cô đó. À, anh chỉ cần có cái giấy kết hôn là cô đó là vợ của anh, à, cưới hỏi đàng hoàng, à, như thời con gái, là cũng như là phong tục đầy đủ ha, không thiếu. Đúng rồi, đúng rồi em. Rồi bây giờ nãy nghe anh nói rằng là bây giờ là nếu mà tôi trên mạng tôi nói nhiều thiệt để làm gì, giống như cuốn hút ha. Thứ hai nữa là vợ tôi về tôi không nói nữa, tôi thực hành thôi, đúng không? Có thực hành không? Thực hành chứ, bởi vì những gì mình nói là sự thật. Bởi vì anh nói cho Hùng Chọc nghe với anh em YouTube như thế này, bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi, kêu mà anh đi một kênh hai kênh sao được. Một kênh thì 2-3 tháng mới gặp cô, hai kênh là 5-6 tháng. Anh năm nay 62 tuổi rồi, rồi bây giờ hỏi em đi một hai kênh sao anh tìm được. Anh đi mười mấy kênh để làm chi? Mình như coi cô nào hợp để mình tìm hiểu, để mình được quyền lựa chọn là gì. Cái người phụ nữ anh cần đạo đức thôi, chứ anh đâu có cần tiền bạc tài sản đâu em. Nhưng mà phải đủ duyên với anh thôi. Anh là nói thật với Chọc, anh cao 1m8, nặng là 75kg, không uống rượu, chỉ tập thể dục, nghe kinh Phật. Những điều anh nói là điều sự thật hết. Nếu cô nào coi clip này thì hãy liên hệ vào kênh của Hùng Chọc, tất cả anh em YouTube, để được kết nối, tìm hiểu. Dùng nào cũng được hết, anh không có quan trọng, không quan trọng nghề nghiệp, không quan trọng việc làm, không quan trọng buôn bán. Về sống với anh, cơm nước ngày 3 buổi anh lo được. Ừ. Muốn đi làm thì anh sắp xếp cho đi làm, thì cái tiền đó anh không có lấy, cô đó cứ giữ. Tiền anh cũng giao cho giữ, xài cái gì thì mình cũng phải báo cho anh biết, để biết cái kho mình nó còn nhiêu, đúng không em? Đúng rồi. Em về quê em thăm mẹ, em về quê có đám thì anh cũng sẵn sàng đi thôi. Bởi vì có cha mẹ vợ, có anh em vợ, có cha mẹ vợ mới có vợ mình, thì anh rất quý bên vợ. Rồi sự việc mà nói chung là ngày hôm nay thì anh cũng có đặt tình cảm cho một chị nào đó, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng rất là buồn ha. Nói chung là cũng buồn chứ không phải là không buồn đâu, đúng không anh Mạnh? Đúng. Nhưng mà mình đặt tin tưởng nhiều quá rồi đâm ra bây giờ mình hụt hẫng. Buồn, có sự việc xảy ra gì anh có buồn không anh Mạnh? Buồn thì buồn lắm đó nha. Bởi vì 4 năm nay anh nói thật với Chọc á, anh đi 13 kênh anh tìm không có được. Thì anh tìm được cô này, chỗ kêu anh làm giấy kết hôn, anh mừng lắm á Chọc. Yeah. Anh rất là mừng, với anh em YouTube anh rất mừng. Bởi vì cái người phụ nữ người ta kêu làm giấy kết hôn là coi như người ta thương mình thật rồi. Yeah. Đúng không?
nhưng mà anh sống là thật lắm. À, thì anh cũng nghĩ là như vậy thôi, mình cũng gửi tiền để cho cô đó tin tưởng với mình. Nhưng mà cô đó biết trở ngại cái gì thì cũng gửi trả tiền lại cho anh rồi. Thì thôi anh cũng xin em bỏ qua cho anh những gì anh hứa với em. Không phải anh không thực hành, nhưng mà tại lý do em, thôi bây giờ em không chọn anh thì thôi anh cũng rất vui. Anh cũng chúc em sau này tìm được một người hơn anh, bản lãnh hơn anh. Còn riêng anh thì anh cũng mở lòng để sau này giấy kết hôn anh còn giữ đây. Anh chưa có nộp cho phường anh vẫn giữ đây 6 tháng. Nếu mà anh coi clip của em mà thấy em đã chọn anh nào rồi thì anh đành phải đem cái giấy kết hôn này lên nộp phường. Coi như anh với em không có duyên, em không chọn anh. Còn nếu em cho anh cái cơ hội và báo cho chủ kênh bên Đồng Nai Dân Trạch thì anh sẵn sàng đến với em bằng những gì anh đã hứa trên kênh của Hùng Chọc và anh em YouTube đây, thì anh cũng muốn đâu đó rõ ràng vậy thôi. Rồi anh em có hỏi Nghiệp có hỏi anh Mạnh gì không? Nói chung thì anh Mạnh chia sẻ thì từ đầu giờ khán giả cũng biết anh Mạnh nhiều rồi. Thì mấy anh em muốn anh Mạnh chia sẻ này, biết đâu ta không có duyên với kênh khác, có duyên bên đây thì sao? Đúng rồi. Có rất nhiều người ta gọi điện cho em anh Mạnh từ lúc mà vụ mà anh Mạnh mà kết nối với cô Lệ vậy đó. Rồi nói là anh có hai người đến với nhau mà có không? Lâu lắm rồi không gặp anh. Không, cái sự việc đó bữa hổm là anh nói là coi như anh em tìm hiểu thôi. Dạ. Thì sau 2-3 ngày đó thì có anh Khánh á, anh có lên. Thì anh cũng có nói, anh cũng biết rằng tìm hiểu cũng phải 1-2 tháng chứ. Dạ. Mình phải qua nhà người ta đàng hoàng chứ. Còn anh thì em cũng thấy rồi, giấy ly hôn rõ ràng. Dạ. Đó, cho nên anh đâu có tìm hiểu cô Lệ nữa. 2-3 ngày thì anh Khánh, anh có lên chương trình đã có coi. Thì anh đâu có dám gọi cổ chi nữa, mình người ta còn gia đình mà. Dạ. Thì bây giờ là trong 4 năm nay anh Mạnh đi tìm mười mấy kênh mà rất là nhiều clip, cũng chưa có chọn được một cái cô nào. Nhưng mà mới đây đã tìm hiểu được một cô rất là mến cái cô đó, mà cuối cùng vỡ lẽ ra cũng hơi buồn anh Mạnh ha. Cô bao nhiêu tuổi anh Mạnh? Cô đó 50, cổ tuổi tức á. Tại vì anh hạp tuổi tức, anh tuổi dần, cổ hạp tuổi tức. Tức năm mấy tuổi rồi? 54 rồi, 70, dần ngõ tức. Nhưng mà mình coi clip của cổ, mình thấy cổ là kiếm cái đồng tiền thật thà chất phát. Cho nên anh cảm nhận cổ có cái đạo đức, lo cho con cái, anh chị em đồ hoài nhã, vui vẻ. Thì anh coi cái clip đó anh mới gọi vào cái chương trình. Thì cô đó cũng cho anh số, thì cũng đã tìm hiểu. Thì không biết sao rồi cổ đồng ý gửi chứng minh là làm giấy kết hôn rõ ràng. Anh rất là vui mừng. Tới ngày đó là tự nhiên cổ ấy đổi ý rồi thôi. Không chọn anh nữa rồi thôi. Có một cái vấn đề này muốn hỏi anh Mạnh. Ví dụ bây giờ là cái cô đó có chồng thì anh sẵn sàng anh sẽ gửi cái giấy kết hôn về dưới đặng ly hôn. Rồi ví dụ bây giờ anh Mạnh lên trên chương trình của anh em, mà bây giờ anh Mạnh nếu mà tiễn được cái cô nào đó thì anh Mạnh cũng vẫn phải hủy cái giấy ly hôn với là cô đó luôn. Không, cái giấy ly hôn, cái giấy kết hôn với cổ là chỉ trên phường anh xác nhận anh độc thân. Là có nghĩa là bây giờ là chưa đăng ký là gì? Chưa đăng ký là tên tôi với cổ thôi, nhưng mà chưa về dưới ra được cái giấy kết hôn là chưa ra. Bây giờ phần của anh á là nộp lại phường 6 anh trả lại thì anh vẫn còn độc thân. Thì ví dụ bây giờ anh Mạnh nói là tìm một người không nhà không tài sản gì hết, chỉ có đôi dép thôi, nhưng mà ví dụ có cô nào đó có nhà nhưng mà hợp ý anh thì đồng ý không? Thì anh cũng đồng ý, nhưng mà nói trước là anh làm chồng chứ anh không có ở rể. Không làm rể, không nhập hộ khẩu, chỉ có giấy kết hôn thôi, tạm trú tạm vắng thôi, chứ anh không nhập hộ khẩu vô, anh không cần tài sản. Có nghĩa là cần cái người vợ thôi, còn tài sản của vợ là anh không quan tâm? Không quan tâm. Tại vì anh Mạnh có tài sản mà. Anh không có nhiều, nhưng mà tài sản của mình là của vợ mình. Còn tài sản của vợ mình là của cổ, là của gia đình cổ, anh không cần. Để sau cái clip này đây rồi tí xíu có thằng bạn em ra, nó có nắm cái danh sách một loạt luôn để cho anh coi coi ổn không, ổn anh giới thiệu chưa? Dạ. Nhưng mà cái này là em cho, tụi em cho là quyền tụi em, còn mà tìm hiểu được hay không quyền của tụi anh, của anh với cô đó nha. Đúng rồi, bởi vì anh nói cho mấy đứa nghe ý Hùng Chọc với anh em YouTube như thế này, ở đây cái kênh của tụi em là chỉ kết nối thôi. Dạ. Ngoài ra là hai người đến với nhau là tự tìm hiểu, đừng có lên lỗ thừa mất tài sản mất cái gì. Anh cũng không ấy, mà anh cũng rút kinh nghiệm, sau này thí dụ như mà anh có cái gì
trao cho người ta thì anh cũng báo cho chủ kênh biết, tụi em biết, phải ghi lên để biết. Đúng rồi, để mất công rồi là coi như mình đi bể kèo nữa thì mình cũng đau buồn phải không. Nhưng mà bây giờ cô nào có chọn anh á thì tìm hiểu đi, rồi anh sẽ qua nhà của bên vợ tìm hiểu xong rồi mới làm giấy kết hôn, anh mới đồng ý nha. Rồi còn vấn đề mà anh không có nói là anh hứa hai ba lời, nếu đủ duyên làm giấy kết hôn xong ngày cưới anh hứa anh sẽ cho 2.000 đô cho vợ. Vợ muốn cho cha cho mẹ con anh em cái chuyện đó của vợ, tôi cho là tiền 2.000 đô đàng hoàng, còn đám cưới riêng. Là có nghĩa là tất cả đám cưới chi phí này anh Mạnh lo hết rồi, cho bên vợ thêm 2.000 đô nữa, đúng không? Một cặp bông, một sợi dây chuyền 18, một cặp nhẫn, đúng không? Bên vợ 50 bàn, rồi anh đãi bên YouTube anh em mình 2-3 bàn nữa. Anh không nhận tiền bạc gì của ai hết, anh chỉ nhận 4 chữ trăm năm hạnh phúc được rồi. Anh không nhận tiền của những anh em hội độc thân, những gì anh nói là đều sự thật, anh không nói hai lời. Rồi khi mà mình lên chương trình kết nối yêu thương vậy đó anh Mạnh, cái này em hỏi thật nha, có nhiều cái bình luận nó trái chiều, thì có những cái lúc mà người ta nói là anh Mạnh nổ rồi đeo vàng giả này này nọ đó, là anh Mạnh xem được những cái comment đó anh Mạnh có buồn không? Anh nói cho Cọc nghe với anh em YouTube nghe thế này, bởi vì mình đâu có thể nào mình trả lời hết những cái bình luận đó được. Mình chỉ chứng tỏ là mình thật, những gì mình nói là thật hết. Thành ra mình lên đây là mình tìm một nửa yêu thương của mình, mình không màng tới chuyện đó. Miễn sau này mình có được một nửa yêu thương của mình làm đúng thì những người mà bình luận mình, người ta sẽ tự ai nấy đường thầm, cái đó là cái khẩu nghiệp. Không, với phần nữa đây nè, cái đó là khán giả người ta có quyền, người ta góp ý kiến, đúng không anh? Người ta có quyền, mình không thể nào nói với khán giả được vấn đề đó. Tại vì mình là mình, còn như là khán giả là khán giả. Cái quyền bình luận của khán giả mình cũng không lên trên mạng mình nói như vậy mất công rồi. Khán giả người ta không thích. Đúng không? Nhưng mà thật sự ra anh em là đã cả năm nay mới gặp lại anh Mạnh, đúng gần hình như gần cái năm mà chứ không ít đâu ha. Đúng rồi. Thì đó, thì hôm nay thì nói chung là anh Mạnh cũng nói hết rồi, nhà của anh Mạnh thì lúc trước anh em cũng đã đến rồi, đường ba mặt tiền đường 32 với Tàu Yên đó, ngay ngã tư luôn. Đó là anh em đã đến rồi, nhưng mà sự thật á ngày hôm nay thì anh Mạnh căn nhà đó anh Mạnh cũng đã không ở đó nữa, giải quyết cho đứa em giải quyết xong rồi. Nhưng mà anh Mạnh là tài sản bây giờ nó, bây giờ anh Mạnh nói thẳng luôn, tài sản hiện tại bây giờ anh Mạnh là có bao nhiêu nó luôn đi, rồi ai đến thì được đến, không đến được thôi. Anh nói cho cộng đồng là những cô như thế này, tài sản của anh thì nói chung ra là 20 cây, nhưng mà anh đã cho đứa con trai lớn hết 10 cây là 720 triệu thôi, anh cũng 720 triệu. Rồi anh cố cái nhà là hết 500, thì cũng như là ra ngoài xã ký này nọ đó là 5 năm ở không có tốn tiền đó, là như vậy. Mà tài sản của anh thì bây giờ anh sống mình, thì anh bệnh anh chết thì con anh nó hưởng, chiếc xe rắc nó hưởng luôn. Còn nếu mà anh tìm được một nửa của anh thì coi như tài sản này anh sẽ lo cho vợ anh, và anh giao hết, con anh không có quyền đếm xỉa gì tới. Kinh tế của anh tự anh, không dính líu tới con, coi như anh không dính líu với con cái gì hết. Nếu sau này anh tìm được nữa, con anh không có quyền nữa, là vì bây giờ mình sống với con thì mình mất nó chôn mình thì nó phải hưởng, còn sau này mình tìm được một nửa thì con nó không có quyền đếm xỉa đấy. Con anh sẵn sàng là những cái tài sản của anh này sau này anh sẽ đưa cho vợ hết. Đúng rồi, tại vì vợ con anh đã có một phần riêng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh cũng nói trước là anh không có bạc tỷ nữa, có 10 cây 720 triệu thôi, có 10 cây thôi. Có 10 cây thôi, đó anh mua là 10 cây vàng là có 720. 10 cây với cây 2 nữa chị. Thôi anh, em nói thì bây giờ anh cũng, nếu mà cô nào có thương anh á thì hãy thành thật, rõ ràng, đàng hoàng. Người phụ nữ đã ly hôn là coi như là tổn thương nhiều lắm rồi. Thì muốn đến với anh thì anh chỉ cần mong là cái chân thành và chân thật thôi. Ngoài ra anh không đòi hỏi ở nơi các cô, nếu các cô các tỉnh miền Tây, miền Đông ở đâu cũng được, cho anh Mạnh cái cơ hội thì anh Mạnh rất thành thật cảm ơn. Thì anh Mạnh cũng tìm hiểu đâu đó rõ ràng, rồi cũng nhờ kênh quay giùm, bởi vì nhờ các kênh em cho nên nó mới lan tỏa ra khắp cả nước Việt Nam, cả thế giới. Nhưng mà anh cũng nói trước, những cô nào có tiền có bạc anh không chọn nha, có nhà mà đủ duyên anh cũng chọn, nhưng mà anh không có ở rể, anh chỉ làm chồng thôi và anh làm giấy kết hôn thôi, chứ còn ngoài ra anh không nhập hộ khẩu vô luôn, anh không cần. Rồi về anh sống, hai bên muốn sống đâu sống, lên đây anh bỏ vốn cho buôn bán đồng tiền lời, bỏ túi lo cha lo mẹ, anh không cần gì hết. Còn anh thu nhập ổn định, tháng anh cũng có 10 mấy triệu thôi chứ không nhiều.
thì vợ chồng mà mười mấy triệu mình muốn đủ là đủ, muốn thiếu là thiếu, đúng không? Mình gửi ghém nhau bằng một cái tình yêu thương cuối đời để được ông chăm bà chăm ông. Thì giờ cuối chương trình thì anh cũng xin chúc cho mà Hùng Chọc với anh em YouTube đăng cái clip này lên để được lan tỏa. Còn cái riêng mà của cái cô anh đã chọn đã đổ vỡ đó, em cũng cho anh cái cơ hội đi. Nếu em liên hệ với chủ kênh thì em sẽ báo chủ kênh và chủ kênh sẽ điện thoại cho anh. Anh sẵn sàng đón em và sẵn sàng em bỏ qua cho anh những gì anh sai với em. Anh cũng còn nợ em một ân tình. Thôi nếu mà em chọn được người thì như kiếp này mình không có duyên nợ, thôi anh cũng hẹn em nhiều kiếp sau nữa. Cái cô nói gì thôi, đừng nói tên được rồi. Rồi em xin cũng sau khi kết thúc clip á, thì em cũng đại diện cho anh em đây. Nếu mà có hồi nãy theo như ý anh Mạnh nói đó, nếu mà cô nào muốn kết nối với anh Mạnh á, thì phải lên anh em ghi hình một clip rồi xong anh xem được rồi hai người gặp nhau. Rồi nếu mà những chị nào mà muốn xin số điện thoại hoặc Zalo, em phải hỏi kiến anh Mạnh là có cho hay không, em mới cho, không tự quyền em quyết định là anh cho người đó nha anh Mạnh nha. Đúng rồi, nhưng mà anh cũng nói rõ ràng, những cô mà không lên clip thì Hùng Chọc và anh em giúp không cho. Là vì em không biết rõ ràng cô đó còn chồng hay không còn chồng. Không, anh sống là đâu rõ ràng. Bởi vì cưới vợ lần này nữa là anh đâu có cưới được nữa đâu. Đúng không? Để tìm hiểu. Bây giờ lớn tuổi rồi, không còn tìm với hiểu nữa. Chỉ coi là 5-3 ngày là một tầng hai tầng anh cưới liền. Rồi lụm luôn ha. Lụm luôn, cưới rồi, bây giờ cuối đời rồi. Phải qua nhà bên vợ rõ ràng, anh chị em sống hòa thuận, không có đạo đức là được rồi. Rồi cho em hỏi thêm một cái câu nữa như thế này nè anh Mạnh ơi, mình là U62 rồi đúng không, mình đủ sức khỏe lo tương lai cho vợ không? Đủ chứ. Đủ ha. Anh thì cũng nói chung là hồi trẻ thì mình leo núi xuống ruộng rồi, ngày 2-3 lần, giờ lớn tuổi rồi mình tìm cái tình thương của tuổi già thật sự thôi. Tháng có thể 3 lần được. Chứ còn nhiều quá anh không có sức đâu. Bởi vì anh nói em nghe, sức khỏe đó là của trời cho, mình đừng nên phí sức khỏe. Vợ là vợ của mình rồi, chứ mà mình đâu cần phải hấp tấp phải là. Như hồi trẻ rồi nó còn nhiều công lực, nhiều sức. Giờ lớn tuổi rồi ăn uống đầy đủ chứ công lực nó cũng giảm. Giảm đi ha. Cái cây mà mình tưới nước không thì nó đâu có tốt. Mình cũng phải vô phân chăm bón thì cái cây nó mới tốt. Thì bây giờ lớn tuổi rồi, những cái huyết mạch mình nó không có được mạnh mẽ nữa, nó chậm. Thì mình có ăn bồi dưỡng cỡ nào thì nó cũng vô chậm. Thì giờ mình leo núi 10 ngày leo một lần. Còn giờ leo lên tới núi cao thì leo không nổi, leo giữa núi còn xuống. Còn giờ lặn xuống biển thì 2 phút trồi lên. Hồi xưa thì nhỏ tuổi rồi 10 nửa tiếng. Còn giờ bơi qua Thái Bình Dương bơi không nổi. Khỏi bơi. Ngày xưa ta gọi là một ngày 3 nhái, nhưng mà giờ 3 nhái lận 5. Thì mình lên đây là mình tìm cái tình thương chân thật thôi. Chứ ngoài ra cái vấn đề đó thì cũng có nhu cầu, nhưng mà ít thôi, mình phải giữ sức khỏe vậy thôi. Dạ rồi, đại diện anh em cũng xin chân thành cảm ơn anh Mạnh và chúc ông bà quý anh chị luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Chúc anh Mạnh luôn luôn và sớm sẽ có một người đến với mình nha anh Mạnh, tìm một nửa yêu thương sau rồi, này nha. Bây giờ nha. Anh cũng sẽ ca một bản bài nhạc rồi, nha. Hát luôn ha. Rồi. Ok. Anh bấm máy.